thưa quý vị và các bạn ý nghĩa tích cực của việc đánh giá phản biện các sự kiện hiện tượng trong xã hội trước hết phụ thuộc vào sự tiếp cận vấn đề một cách toàn diện khách quan xa đời nguyên tắc xem xét này sẽ dễ rơi vào xu hướng phiến diện cực đoan làm sai lệch bản chất và tác động tiêu cực tới nhận thức của xã hội và công chúng bài viết những đánh giá phiến diện cực đoan về sự phát triển đất nước của tác giả anh quân sẽ đề cập đến vấn đề này Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Gần đây, tại một hội nghị, một chuyên gia kinh tế có dẫn lại câu nói đùa của người ở Ngân hàng Thế giới rằng Việt Nam có lẽ là mô hình kỳ lạ nhất thế giới, đó là nước không chịu phát triển. Lập tức, trên báo chí đã xuất hiện các bài viết như Việt Nam là mô hình kỳ lạ nhất thế giới, nước không chịu phát triển, thêm những sự thật đắng lòng về kinh tế Việt Nam nghĩ về câu nói một quốc gia không chịu phát triển vân vân loại bài này lập tức được chia sẻ trên internet kèm theo bình luận của một số nhân sĩ trí thức vốn lâu nay vẫn lấy facebook là môi trường sinh tồn việc khai thác thái quá một câu nói đùa đã không chỉ cho thấy lối đưa tin bình luận phiến diện về một hội nghị mà dường như còn cho thấy trong đó có sự thiếu khách quan của người viết bởi dù sự phát triển đất nước còn chưa đáp ứng được những gì chúng ta mong mỏi, kỳ vọng, thì cũng không nên sổ tuẹt những thành quả mà chính người viết các bài báo ấy đã và đang được thụ hưởng. Bởi dù ý kiến của người ở Ngân hàng Thế giới là điều để chúng ta cần tham vấn, thì cũng không nên nhân cơ hội này để soi mói, bới móc, vỉa giói. Vì đó là một trong các phương diện thể hiện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Lâu nay trên internet và một số báo, nhất là báo điện tử, cái nhìn phiến diện như đang tồn tại ở không ít người, trong đó có một số nhà báo mà nổi lên là hiện tượng cắt xén ý kiến của người khác, lấy câu nói chưa được cân nhắc cẩn trọng làm luận cứ để chỉ trích. Từ lối tiếp cận như thế, họ la lối, văn hóa xuống cấp đến mức chạm đáy, hoặc nhân danh quốc thể, họ dùng ben về nỗi nhục quốc thể. Khi ai đó tới Nhật Bản, Italia, Thái Lan, Singapore Chứng kiến năm ba hành vi xấu của một số người Việt, đó là lối đưa tin và bình luận bất chấp sự thật, khiến không thể không nghi ngờ động cơ của người viết. Ví như khi dẫn lại bình luận câu nói đùa kể trên để đưa ra vài dự báo kịch bản u ám, chẳng lẽ người viết không quan tâm khảo sát trên bình diện rộng để bài báo đạt tới chuẩn mực của sự khách quan? Bởi ngược với lời than vãn của một số facebooker, blogger rằng Việt Nam là nước không chịu phát triển, thì năm 2014, tổng sản phẩm quốc nội GDP Việt Nam đạt 186,2 tỷ đô la Mỹ, gấp 3,2 lần so với GDP năm 2006. Từ năm 1985 đến năm 2014, tốc độ tăng trưởng GDP trung bình của Việt Nam đạt 6,3% trong bảng xếp hạng sức mua tương đương PPP, Việt Nam xếp sau Ấn Độ. Như ý kiến của nhà báo Finleton, thì đó là sự phát triển ngoài kỳ vọng. Trong bài báo Cán cân tương lai của Việt Nam tương đồng với Trung Quốc hay Ấn Độ trên Forbes.com ngày 30 tháng 5 năm 2015, ông viết: Các số liệu thống kê về tình hình kinh tế Việt Nam cho thấy nước này đã gia tăng giá trị xuất khẩu của họ gấp 150 lần so với cuối những năm 80 của thế kỷ trước. Rõ ràng nó vượt trội hơn Ấn Độ tăng 30 lần hay Trung Quốc 39 lần. Dĩ nhiên, Việt Nam có xuất phát điểm thấp hơn so với hai quốc gia trên. Dẫu vậy, con số này cũng vô cùng ấn tượng. Các số liệu về sức mua tương đương trên đầu người PPP của Việt Nam cũng đáng chú ý. Số liệu mới nhất cho thấy PPP của Việt Nam là 5.600 đô la Mỹ, nghĩa là bám đuổi gần kịp Ấn Độ với 5.800 đô la Mỹ. Khi so sánh PPP của Việt Nam trong những năm 80 chỉ đạt dưới 200 đô la Mỹ, Ấn Độ là 290 đô la Mỹ và Trung Quốc là 320 đô la Mỹ sẽ thấy sự khác biệt lớn. Việt Nam đã thu hẹp khoảng cách với Ấn Độ khi PPP nước này tăng hơn 28 lần, Ấn Độ là 26. Dù chưa thể đứng ngang với Ấn Độ Trung Quốc, nhưng Việt Nam đang cho thấy họ có nhiều triển vọng để thoát khỏi diện những quốc gia thuộc thế giới thứ ba. Còn trong bài làm thế nào để không mắc sai lầm trong việc xây dựng thương hiệu tại Việt Nam, cũng trên Forbes.com, ngày 23 tháng 6 năm 2015, ông Misera, giám đốc điều hành một công ty quảng cáo tại Việt Nam nhận định, Việt Nam là chìa khóa quan trọng trong chiến lược phát triển của nhiều tập đoàn lớn. Hiện nay, thị trường tại nhiều thành phố lớn ở Việt Nam đang bão hòa, nhưng lại có rất nhiều hứa hẹn tại những vùng nông thôn. Khác với Indonesia, Trung Quốc hay Ấn Độ, Trình độ hiểu biết của người Việt Nam ở các vùng nông thôn tương đối cao, sức mua sắm của họ khá lớn nhờ các cải cách về đất đai và nguồn lợi thu được từ xuất khẩu nông sản. Đó là hai trong số rất nhiều nhận xét tích cực về sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Tất nhiên không vì thế chúng ta thỏa mãn với những lời khen, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam còn rất nhiều khó khăn đang phải đối đầu với sự cạnh tranh quyết liệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Nhưng đó là các nhận xét khách quan rất đáng tham khảo. Trong khoa học kỹ thuật và công nghệ cũng vậy. Đây là lĩnh vực Việt Nam còn tụt hậu so với thế giới, nhưng thật khó chấp nhận các ý kiến tiêu cực phản ánh không đúng sự thật như nghịch lý kỹ sư Đông, Việt Nam không làm nổi ốc vít. Viết như thế, chẳng lẽ người ta không cần biết Việt Nam sản xuất thành công chip 24 bit đầu tiên, trước đó là chip SG8V1 được ứng dụng nhiều trong chế tạo máy điều hòa, máy đo huyết áp điện kế điện tử, thiết bị giám sát hành trình. Chẳng lẽ người ta không băn khoăn với câu hỏi nếu sản xuất kinh doanh yếu kém, liệu trong 7 tháng đầu năm 2015, doanh thu hợp nhất của FPT có đạt 22.535 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Đáng chú ý trong đó khối công nghệ doanh thu đạt 4.138 tỷ đồng, tăng 32%. Lợi nhuận trước thuế 443 tỷ đồng tăng 19%. Toàn cầu hóa đạt doanh thu 2.517 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ. Rồi nhiều người lớn tiếng mạt sát rè biểu người đứng đầu công ty an ninh mạng BKAV, nhưng cố tình quên không cần biết thành tích thầm lặng của BKAV khi tham gia phát triển công nghệ thông tin ở Việt Nam. Và thử hỏi, họ nghĩ gì khi mới đây, lần thứ hai liên tiếp, đại diện của Việt Nam giành chiến thắng tại cuộc thi ABU robocon. Tương tự với những hiện tượng nêu trên là sự nhìn nhận, đánh giá của một số cá nhân về văn hóa và xã hội. Những cụm từ như nhục quốc thể, khát lòng nhân hậu đang được một số người thích thú sử dụng trong khi chính họ có khi chưa từng đặt chân tới vùng sâu, vùng xa để giúp đỡ người nghèo, chưa từng có mặt ở ngày hội hiến máu nhân đạo. Gần đây, khai thác thông tin từ trang Facebook một du khách Việt đến Expo Milano 2015 mà không giả soát kiểm chứng. Một tờ báo coi đó là nhục quốc thể và hàng nghìn tín đồ mạng xã hội lập tức xông vào bình phẩm chê bai như chính họ có mặt ở Expo Milan 2015. Đến khi thấy mọi thứ sáng tỏ, gian nhà trưng bày của Việt Nam tại Expo Milan 2015 được đánh giá là một trong 12 kiến trúc đẹp nhất tại đây và có lượng du khách đông ổn định thì người ta lại quay ra vặn vẹo về đạo ý tưởng lẽ nào không bới móc soi mói người khác thì những người như thế không thể sống nổi như nhận xét của thạc sĩ tâm lý Nguyễn Hà Thành trong bài nhục quốc thể hay người Việt đang lên đồng tập thể đăng trên infonet.vn ngày 15 tháng 8 năm 2015 tác giả viết nhục quốc thể là thứ chung chung nhưng nếu ai ai cũng gào lên nhục quốc thể thì chẳng khác gì một cuộc lên đồng tập thể với giáo dục thì cũng vậy đó là vấn đề hệ trọng của mọi quốc gia. Các vấn nạn mà giáo dục ở Việt Nam đang gặp phải như cải cách chương trình phổ thông, đào tạo theo chương trình chất lượng cao hay phổ cập giáo dục, bạo lực học đường, cải thiện môi trường giáo dục, phong cách dạy học, vân vân Cũng là những thách thức buộc chúng ta phải giải quyết triệt để có hiệu quả. Thế nhưng, lẽ ra cần suy nghĩ và đóng góp ý kiến một cách thiện trí với ngành giáo dục, thì lại có người chỉ dựa trên ý kiến của một học sinh nhỏ tuổi để chỉ trích nặng nề rồi lấy quan niệm giáo dục của một nhóm người ra làm mẫu mực. Đó là chưa kể góc nhìn và sự đánh giá bất công đối với nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác trong xã hội. Mà hầu hết các quy kết kiểu này thường ra đời từ cảm nhận bưng quơ như tôi thấy, tôi được nghe, có người nói với tôi, uh, ai đó từng nhận xét, vân vân. Cá biệt có người còn mượn lời mấy vị khách chuyên gia giấu tên là người nước ngoài như một giám đốc người Nhật Bản một du khách đến từ Italia, một nhà khoa học đến từ tổ chức ABC nào đó. Tất cả đều là ý kiến khẩu thiệt vô bằng của mấy cá nhân không xác định danh tính nhưng vẫn được người ta coi đó là bằng chứng, luận điểm để đem tới hội nghị, hội thảo, diễn đàn hoặc đưa lên mạng xã hội. Và thật kỳ lạ, khi một số nhà báo thay vì tìm kiếm các ý kiến khách quan, có cứ liệu chi tiết, cụ thể, phân tích xác thực lại chỉ chăm chăm soi mói tìm kiếm quan điểm phiến diện, trái ngược để đưa vào bài viết. Thưa quý vị, sau gần 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ không thể phủ nhận. Nhưng khi phát triển chưa tương ứng với điều chúng ta mong mỏi thì mọi công dân cần nỗ lực toàn tâm toàn ý đóng góp đẩy nhanh sự phát triển. Và khi đánh giá phản biện cần tỉnh táo, phân tích khách quan toàn diện để đưa ra ý kiến đúng đắn, có tính xây dựng. Còn đánh giá phản biện theo lối cảm tính chủ quan thậm chí từ tâm thế hàn học thì chỉ cản trở sự phát triển, xúc phạm những tập thể cá nhân vẫn đang ngày ngày đóng góp trí tuệ, tài năng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài viết Những đánh giá phiến diện cực đoan về sự phát triển đất nước của tác giả Anh Quân. Bài đăng trên báo Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 2 tháng 9 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, đã diễn ra lễ mít tinh diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Giờ phút linh thiêng đến trong bồi hồi xúc động của muôn dân. Nhà quốc ca vang dền trên khắp thủ đô, đón chào giây phút mà 70 năm trước, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được khai sinh. Ngọn lửa truyền thống, biểu tượng cho sức sống mãnh liệt và trường tồn của dân tộc Việt Nam rực cháy. Tác giả Nguyễn Văn Học đã có một bài viết đăng trên báo Nhân dân cuối tuần với tựa đề rực sáng niềm tin, niềm tự hào dân tộc. Chúng tôi xin trích giới thiệu bài viết này. Trong lòng mỗi con dân nước Việt, dù tham gia diễu hành, diễu binh hay hòa vào dòng người dự lễ, niềm xúc cảm đều trào dâng mãnh liệt, dòng ký ức ùa về, vang vọng những lời tuyên bố hùng hồn, đầy kiêu hãnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày thu lịch sử 70 năm trước. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do, độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã dẫn dắt Đảng ta, dân tộc ta làm nên những thắng lợi vĩ đại mang lại nền độc lập và ghi danh nước Việt Nam vào lịch sử thế giới. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, nhận thức sâu sắc về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử trọng đại và những bài học thắng lợi của cách mạng tháng 8. Chúng ta càng tự hào về những thành tiệu to lớn, những chiến công oanh liệt của nhân dân ta trong suốt 70 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tự hào về đất nước và dân tộc Việt Nam anh hùng càng tăng thêm nghị lực, niềm tin để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ nặng nề nhưng hết sức vẻ vang trong giai đoạn cách mạng mới. Bao gương mặt hòa dòng người liễu binh viễu hành trang nghiêm nhưng rất đổi tươi nguyên như suối nguồn tươi trẻ. Trong mỗi khúc quân hành trầm hùng với muôn nỗi xúc động lộ rõ trên bao khuôn mặt dạng người có lòng tự hào và biết ơn của tuổi trẻ với thế hệ cha ông đi trước những người đã đổ máu xương bảo vệ nền độc lập tổ quốc. Truyền thống ấy đã lưu truyền trong triệu triệu trái tim nghìn độ nóng. Truyền thống ấy khắc ghi trong mỗi em sinh viên, mỗi bạn dân quân tự vệ, đoàn viên, thanh niên, người lính, doanh nhân trẻ. Thời khắc này, tôi thấy tim mình và các bạn trẻ chung một nhịp đập, mỗi người đang vang lên tiếng tổ quốc gọi, như cả triệu người lần lượt được nhắc tên. Như bao con người mà lòng yêu nước đã được đan bệnh và học hỏi từ những tấm gương sáng và bền bỉ bảo vệ thành quả của cách mạng tháng 8 là nền độc lập và tự do, tinh thần yêu nước, tiếng vọng của nước non từ quảng trường Ba Đình lịch sử 70 năm trước sẽ tiếp nối vang vọng đến muôn sau trong mỗi con tim đang rực đỏ dòng máu Lạc Hồng. Tinh thần ấy cũng như ngọn lửa truyền thống, biểu tượng cho sức sống mãnh liệt và trường tồn của dân tộc Việt Nam được rước và thắp trên đài kỷ niệm hôm nay sẽ luôn sáng mãi. Chương trình xin được tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại